Có lẽ đến lúc này quý vị đang rất là nóng lòng muốn biết được nhân vật tiêu điểm của DTU TV số 5 là ai đúng không ạ? Nhưng mà Huyền cũng không thể bật mí với quý vị được, bởi vì đó là một bí mật. Cà phê. Tại sao các công việc các bạn? José Mourinho. Thẳng thắn, hài hước và hơi nữa nhỉ? Ồ không. Cái ngày thầy về trường là ngày 4 tháng 9 năm 2001. Đó có thể là một ngày nó chuyển đổi thầy. Thầy luôn luôn suy nghĩ rằng làm thế nào đấy, dù bất cứ ở vị trí nào, thì thầy cũng nỗ lực hết sức để xây dựng trường của chúng ta trở thành một trong những trường đại học có uy tín. Và khi trường chúng ta làm được điều đó, thì chắc chắn rằng các bạn sinh viên của trường sẽ gặp rất nhiều thuận lợi trong quá trình lập thân lập nghiệp sau này. Và cũng là một trong những yếu tố nó cũng góp phần đưa cái nền giáo dục của chúng ta hậu nhập được với giáo dục toàn cầu. Bởi vì chúng ta thấy rằng là có những thứ có thể khoanh vùng ở trong phạm vi của mỗi quốc gia, nhưng trong lĩnh vực giáo dục thì nó phải có yếu tố là quốc tế, đặc biệt là giáo dục đại học. Với tư cách là một nghề nghiệp, tôi đánh giá thầy Hải là một người rất là nghiêm túc trong công việc, vui vẻ trong nói chuyện và luôn luôn động viên anh em làm việc. Đối với thầy Hải thì là một người trăm công nghìn việc, một người rất là vất vả đối với công việc của trường, cho nên mọi việc thầy đều phải chăm lo, đều phải lo lắng. Thì ngoài cái trách nhiệm ra, thầy cũng phải đầu tư tất cả thời gian, công sức và mọi thứ để cho tập trung cho các công việc của mình. Đó là cái điểm mà mình cảm thấy rất là đáng quý của thầy Hải. Thế thì thầy Hải là một người rất là hòa đồng, luôn luôn vui vẻ, niềm nở với mọi người. Tư cách đạo đức thì nó là tuyệt vời, đúng chuẩn mực của một người thầy trong ngành giáo dục của mình. Quan tâm đến thế hệ trẻ và rất là người rất là trẻ trung. Cái đó là tôi rất yêu thích ở anh ấy. Chúng ta đào tạo ra nhân lực không chỉ làm việc trong lãnh thổ Việt Nam mà có thể có năng lực làm việc ở các nước trên thế giới. Mà muốn làm việc ở các nước trên thế giới đấy, thì ít nhất cái tên trường đại học của chúng ta đấy, phải được các quốc gia trên thế giới xếp hạng vào những cái trường đào tạo có uy tín. Có hai người ảnh hưởng lớn đến cái việc mình trở thành giảng viên. Cái người đầu tiên là mẹ mình, vì bà không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người thầy giáo, vì mẹ mình hiểu cái tính của mình rất là thẳng thắn và nóng tính. Và người thứ hai đó, mà cũng có cái ảnh hưởng đấy trong cái việc mình trở thành thầy giáo và đặc biệt là cái cách mình trao đổi thông tin thực hiện công việc sau này đấy, đó là một người thầy giáo dạy văn, giáo viên chủ nhiệm của mình ở thời cấp 2. Đây là một người thầy có thể nói rằng là đã hình thành nên, đã tác động để hình thành nên cái nhân cách của mình trong quá trình mình làm giảng viên. Một cái ví dụ rất nhỏ là thầy giáo dạy văn mình ấy, khi tất cả các bạn học lớp 9 để chuẩn bị thi tốt nghiệp ấy, thì cứ mỗi buổi tối như vậy ấy, thì thầy cầm một cái đàn pin, đạp một chiếc xe đạp, thầy đi từ cái đội 1 của cái xã Hòa Châu ấy, đi đến cái đội 9 của xã Hòa Châu, đi qua những cánh đồng, đi vào trong những cái buổi tối như vậy, cái thời ấy chưa có điện đường,
nhưng mà thầy cứ lắng lặng như vậy, thầy đạp mỗi buổi tối. Có lúc ấy, thầy đứng ở ngoài hàng rào ấy, thầy nhìn vô xem những học trò mình có học không. Thì cái hình ảnh người thầy dạy văn mình hồi cấp 2 nó đi theo mình mãi trong suốt những năm mình học cấp 3 và sau này mình trở thành giáo viên. Thế khi về trường ấy thì mình là chịu tác động rất lớn từ thầy hiệu trưởng và là người sáng lập của trường về làm thế nào để cho Đại học Việt Nam có một cái vị thế trên bản đồ giáo dục đại học thế giới. Và để làm được cái điều đó thì nó lại xuất phát từ một cái điểm mà rất nhỏ, đó là cái tính trung thực, sự siêng năng và sáng tạo. Trường Đại học Duy Tân của chúng ta nói riêng ấy, cũng sẽ đạt được những cái kết quả tốt nếu như chúng ta có một cái đội ngũ đạt được những cái niềm tin là như vậy. Cái lời mẹ mình nói khi xưa khi mình thi vào giảng viên ấy, con có thể ngồi nhầm chỗ nhưng không được đứng nhầm mục. Bởi vì ngồi nhầm chỗ đó thì khó khăn sẽ dành về phía cá nhân con. Còn nếu mà con đứng nhầm mục ấy thì cứ mỗi năm đi qua như vậy là mỗi một thế hệ họ sẽ gặp khó khăn. Và điều đó là điều rất nguy hiểm cho xã hội. Mỗi một ngày đi qua thì chúng ta phải nỗ lực cho công việc của mình được tốt đấy, thì sẽ có được cái tâm trạng vui vẻ hơn để có thể về nhà chia sẻ với các công việc của gia đình. Và ngược lại, khi mà chúng ta có được một cái gia đình ấm cúng hạnh phúc đấy thì nó tạo một động lực rất lớn để cho cứ mỗi buổi sáng ta rời khỏi gia đình thì ta đến với công việc nó sẽ sáng tạo hơn. Thì nó tích lũy cả một quá trình dài như vậy thì chúng ta mới có được cái hạnh phúc thật sự. Chứ không thể nói rằng là hạnh phúc là cái gì đó to lớn. Thực ra nó rất gần gũi với chúng ta. Chỉ cần đem lại một cái niềm vui cho một người đối diện thì đó là hạnh phúc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số thứ 5 của DTU TV. Thay mặt cho những người làm chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị cũng đừng quên like, share, subscribe để chúng ta theo dõi nhiều hơn các clip của kênh. Bây giờ, Trần Huyền xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.